Vâng, em Hoàng Dung xin kính chào quý cô, chú, anh, chị và các bạn rất vui vì được gặp lại mọi người trong video ngày hôm nay. Vâng, vẫn là những video để giới thiệu cho quý vị và các bạn những mẫu xe khác nhau. Thì trong video ngày hôm nay, em Hoàng Dung xin gửi tới quý vị và các bạn một mẫu xe mang thương hiệu nổi tiếng của Ý, một chiếc Bianchi Otera XR4. Chiếc xe này là một uh, chiếc xe thuộc dòng xe cao cấp đời 2020 với độ mới trên 97-98%, xe có size uh, giống ngang là 50 và giống đứng là 42, được trang bị bộ group Durac L9170. Bác nào mà quan tâm đến chiếc xe này thì có thể alo cho em theo số điện thoại 0989 668 195 hoặc nhắn tin zalo cho em, em sẽ gửi hình ảnh chi tiết cụ thể. Bác nào ở gần thì em cũng xin mời các bác ghé qua trực tiếp cửa hàng để xem xe và trải nghiệm. Cửa hàng có địa chỉ tại Cổ Dũng Kim Thành Hải Dương, cửa hàng rất hân hạnh được đón tiếp các bác. Còn bây giờ em cũng xin phép được quay chi tiết mẫu xe này cũng như báo giá để cho các bác tham khảo. Bác nào mà không thể đến được cửa hàng thì có thể thông qua video đưa ra cho mình một sự lựa chọn chính xác nhất. Vâng, bây giờ em xin phép được quay chi tiết mẫu xe này nhé một chiếc chi Otera XR4 rất là mới, được cửa hàng nhập trực tiếp tại Nhật các bác nhé. Độ mới rất là cao, rất là bóng. Thì bây giờ em sẽ đo lại cái phần khung sườn này cho các bác nhìn thực tế ạ. À. Vâng, gióng ngang là 50 các bác nhé. Gióng đứng em sẽ đo từ tâm trục lên phần cọc yên. là 42 ạ. Tất cả những chiếc xe mà về với cửa hàng thì được cửa hàng tuyển chọn rất là kỹ lưỡng cả về hình thức và chất lượng nên các bác cứ yên tâm. Hàng nhà em là hàng chuẩn sách tay Nhật, chuẩn 100% nói không với hàng fake nhé. Em đảm bảo cho các bác mãi mãi về sau này là hàng chuẩn sách tay từ Nhật về ạ. Đùi là đùi đu rắc các bác nhé, đồng bộ nguyên bản theo xe, rất là mới. Bi cũng rất là mới thôi nhé Đấy các bác nhìn không ạ Tem mát vẫn còn đầy đủ các bác nhé Khung sườn rất là bóng Em sẽ soi thật kỹ xem là có bị chảy xước hay bị gì không Thì em cũng sẽ báo cho các bác được rõ Trước mắt thì chưa thấy một vết chảy xước nào các bác nhé Đấy các bác nhìn không ạ Phanh sau Cái đĩa của phanh sau cũng rất chi là mới không nhé Trục là trục Mavic ạ à. Đấy, rất là mới các bác nhé phanh đu rắc đồng bộ nguyên bản theo xe vành là vành carbon vành mavic carbon cao 5 phân các bác nhé đấy các bác nhìn không vành cũng rất là mới lốp lãm cũng còn rất chi là mới các bác nhé lốp 700 x 25 c tem mác đầy đủ các bác nhé Lốp là lốp Ultra Sport ạ. Đây các bác nhìn tem mác đầy đủ nhá. Rất là mới, rất là đẹp. Đây các bác nhìn đúng không ạ? Những con ốc của của hãng vẫn còn nguyên đi các bác nhé. Đấy, vẫn còn nguyên hãng biên chi ốc ác cũng rất là mới em sẽ soi dung gầm xe để cho các bác ngắm đây này các bác nhìn những cái răng của cái đĩa này còn rất chi là mới độ mới rất là cao tem mát đầy đủ tem gập cũng rất là chi là mới nhé không bị rách hay bị chảy xước gì đâu các bác đấy các bác nhìn không rất là mới rất là đẹp Simalo R9100 Gọng nước nguyên bản theo xe đó nhé Để các bác nhìn cái, những cái con ốc bắt gọng nước này Gọng nước này là gọng carbon các bác nhé Nguyên bản theo xe Rất là mới, rất là đẹp Khung sườn thì bóng xoay gương được các bác nhé Đấy, rất là mới luôn Giấy tờ đây các bác, giấy tờ đầy đủ nhé khi các bác mua hàng em sẽ cung cấp đầy đủ thông tin hình ảnh giấy tờ của xe khi ở bên Nhật. Đấy, chiếc xe này mua vào ngày 12 tháng 2 năm 2022 các bác nhé. Giấy tờ đầy đủ các bác nhé. Đây là những cái tờ giấy mà hướng dẫn sử dụng xe Bảo dưỡng xe Đây các bác nhìn nó khung sườn bóng xoay gương được các bác nhìn này Đầu là đầu vision các bác nhé đầu của hãng luôn biên chi rất là đẹp full carbon các bác nhé đấy đầu rất là đẹp các bác tay quấn là uh, các bác nhé đồng bộ nguyên bản theo xe không bị sách hay bị chảy xước gì các bác nhé phanh đu rắc Các nhìn đầu xe đẹp không ạ? Rất là đẹp Càng trước Càng trước cái chỗ này nó có một vết chày xước nhỏ do vận chuyển Nhưng mà nó bị chày một chút ở da, ra giấy ngoài các bác như Đây em sẽ chỉ cho các bác nhìn nhưng không được gì các bác nhé đây là em quay rất là kỹ thì các bác mới thấy hơi mờ mờ thôi Nhưng nhìn ở ngoài thì gần như không có một không nhìn rõ đâu ạ Phanh trước cũng rất chi là mới các bác nhé Vành trước Mavic Carbon cao 5 phân Tem mát đầy đủ các bác nhé Lốp lát cũng còn rất chi là mới ạ Yên là yên của hãng luôn các bác nhé Yên cũng rất chi là đẹp, rất chi là mới, không bị rách hay bị cháy xước gì. Thì em cũng báo giá để cho các bác cân đối giá của chiếc xe này, này rơi vào khoảng tầm 168 triệu các bác nhé. Cửa hàng em có ship code toàn quốc ạ. Bao ship cho các bác luôn. Canh sau giờ 9170. Đề lip cũng còn rất chi là mới các bác nhé. Trục sau Mavic. Tất cả đều đồng bộ và nguyên bản theo xe. Xe về như nào là em trả các bác như vậy. Đấy các bác nhìn không? Rất là đẹp, rất là mới. Đùi đĩa cũng rất chi là mới nhé. Đấy các bác nhìn không? Xích lip vậy rất là mới vành lốp láp cũng rất chi là mới em ra sẽ quay thật kỹ để cho các bác cùng ngắm đùi đu rắc đồng bộ nguyên bản theo xe có hai tầng đĩa tầng ngoài 50 răng và tầng trong là 34 răng độ mới rất là cao bi đan nguyên bản theo xe các bác nhé em sẽ soi xem phần khung sườn bên này có bị chảy xước gì không? Đây các bác nhìn không bị chảy xước gì nhé. Chiếc xe này là một trong những chiếc xe còn khá là đẹp Độ mới là khá là cao Đấy. Càng bên này không một vết chày xước nào các bác nhé Phanh trước Shimano G9170 Japan Trục Mavic Cái lắp đậy của kia tay cuốn này có bị chầy một tí các bác nhỉ. Đấy nhưng mà không sao đâu các bác. Vâng, vừa rồi em đã quay rất là chi tiết một uh, chiếc xe BNC mang thương hiệu nổi tiếng của Ý, một chiếc BNC Otera XR4 được trang bị bộ group Durac R9170, size của hãng là size 50. mươi uh, Dòng xe cao cấp đời 2020 Cảm ơn các bác đã xem video của em Các bác nhớ đăng ký kênh Bật nút chuông thông báo Để cập nhật những mẫu xe mới nhất của cửa hàng Em xin chào và hẹn gặp lại các bác Ở những video sau Em xin chào các bác